Lâu lắm rồi Thảo mới có dịp đi về quê mà thấy cái khung cảnh chợ quê như này cả nhà. À, mọi người ăn sáng ở cái khung chợ quê rồi uống cà phê. Bên phía ngoài là cái cảnh mà buôn bán của chợ. Rất là thanh bình luôn. Đây là cảnh mà mấy cô mấy dì á đi chợ uống cà phê buổi sáng. Một sạp bánh quê đó cả nhà. Cái này là bánh này là từ nhà làm luôn á. Cái gì vậy? Cái góc chợ ở đây nó rất là yên bình luôn. Dạ, quá trời cái gian hàng bánh này cả nhà. Cô, cái chợ hồi xưa là chợ ở đây, bây giờ họ bố trí ra ngoài kia hả? Không có, chợ này, chợ này chợ bánh. Dạ, cái chợ này đẹp quá, chợ này đúng là chợ quê luôn á. Dạ. Dạ. Đây con quay bánh chợ Vị Thanh đó cả nhà. Mình đi lui cái phía sau á, cái khu vực này là buôn bán nhiều lắm, ăn mọi người ăn sáng còn nhiều nữa. Con ở Sài Gòn. Dạ. Trời ơi, bà con ở xa mà coi mấy cái cảnh quê này là nhớ quê lắm luôn á. Đúng rồi. Đây mấy cô bán bánh này cả nhà. Dạ. Dạ, đúng là đúng á. Dạ. Đúng miền Tây luôn cả nhà. Miền Tây rất là hiếu khách. Dạ, nếu mà cả nhà mà có dịp đi về miền Tây mà ăn những cái quầy bánh này là bánh quê là đúng ngon luôn á. Dạ. Dạ, từ từ đây con xíu. Mấy cô kêu quay lên cho nó vui. Dạ. Cứ 10.000 hết luôn cả nhà. Đồng giá hết. 10.000 hết. Dạ. 20 hết. Dạ. À, con chào cô. Đây là bánh tằm à cô? Dạ. Bánh tằm bánh ướt. Trời ơi, chợ quê mình nhìn hết quá trời luôn á. Dạ. Quá trời món luôn cả nhà. À, dài lên luôn cả nhà. Đấy. Giới thiệu cái này là chè nè, chè đó, cái này là bánh ú, bánh chuối, bánh bò. Dạ chị, quá trời bánh luôn. Cái này là bánh lọt này cả nhà. Xin chào cô, chè bánh lọt. Cô nhiêu tiền chén bánh lọt vậy cô? 5.000 cô ơi. Dạ 5.000. Chút xíu con ghé lại con ăn nha. Ừ. Dạ. Chén có 5.000. Ở quê thì nó rẻ vậy đó. À trời, mất cái gì bánh gì là chết ơi. Rồi cô vô đây lâu chưa? Vô đây 3-7 năm rồi. Dạ. Ồ, cô về tuốt với Hậu Giang hay quá ha. Cái miền Tây mình là cuộc sống thích hơn ngoài quê. Ngoài quê mưa gió lụt bão quá. Bánh lọt tàu hũ thầy nha. Rất là nhiều sạp bánh quê luôn thầy nha. Quay hôm nay đi vô cái chợ này là đúng là thiên đường của bánh luôn á. Quá trời bánh luôn này cả nhà. Mọi người coi những cái sạp ngoài họ buôn bán ngoài này nè, nhìn thích ghê không, từng một cái dạy vậy á, họ buôn bán vậy đó, nhìn quá trời thích luôn á. Lần đầu tiên về có một cái khu chợ mà nó đúng đúng nghĩa là chợ quê luôn á. Dạ em lần đầu tiên về khu chợ này á. Dạ.
Ờ, ở trên Sài Gòn á chị. Sài Gòn hả? Dạ. Chợ đẹp quá hả? Dạ. Lần đầu tiên em thấy khu chợ mà nó đẹp như vậy, đúng đúng nghĩa là chợ quê luôn đó. Chợ nông thôn. Dạ. Mọi người coi một cái góc chợ quê nhìn nó đẹp ghê không? Rất là đẹp vào buổi sáng luôn. Bên ngoài này là người ta buôn bán, còn phía bên trong thì cái nhà lồng thì bà con bán đồ ăn sáng. Ở đây là chợ người ta ta chia thành từng cái dãy về bán đẹp lắm. Đây cả nhà, dọc cái bên hông chợ Vị Thanh á, nguyên cả con đường bánh luôn, nhiều bánh lắm. Như là ở đây là bánh bò nè, bánh da lợn nè, bánh cuốn ngọt cả nhà, bánh đúc, bên kia là bánh tiêu. Bánh đúc có nhiều hộp vậy em? Dạ, ăn kèm với nước đường này. Ở cả cái con đường dài vừa bán ở bên hông chợ á, mọi người mà có dịp đi về miền Tây á, ghé ăn bánh. Đây Thảo đi dạo một vòng này cả nhà. Đây là bánh tằm ngọt và bánh tằm mặn. Nguyên một cái tủ bánh này, bánh của chị. Bánh bò hấp, bánh bò nướng, bánh khoai mì, bánh tằm. Bánh nhiều lắm, cả cái con đường bánh luôn. Đây Thảo, hôm nay Thảo đi về miền Tây ghé chợ Vị Thanh của Hậu Giang. Đây là bánh tét, bánh ú. Đây cũng có một cái sạp bánh này thì nhỏ thôi, nhưng mà cũng có đầy đủ các cái loại bánh quê. Như đây là xôi gì nè, bánh phu thê nè, bánh bò nè, cái bên này là bánh da lợn này, cuốn ngọt này, đó, những cái loại bánh quê nhiều lắm, cả một cái con đường người ta bán bánh nhiều lắm. Đây, toàn bánh đẹp không, đủ đầy đủ màu sắc. Hết rồi đó cả nhà. Cô này cô đang dòm ra. Đây này là bánh tiêu quậy, bánh cam, bánh cọng. Này là bán chuối. Để cái quầy bánh của chị này quá trời luôn đó cả nhà. Cái bánh này nhà làm hết luôn đó hả chị? Dạ. Quá trời bánh luôn cả nhà. Chị cho em cái bánh mà vàng vàng đó là bánh khoai mì hả? Khoai mì nước miếng 6 ngàn. Dạ, lấy cho em 2 miếng đi. Dạ, cái tủ bánh chị này nhiều quá trời món luôn cả nhà. Cái đó là xôi nếp cẩm đó đúng không chị? Ừ.
sữa nấm cẩm nó lên màu đẹp ghê không, tím rìm luôn. Bánh tằm mặn với bánh tằm ngọt đúng không cô? Cái chợ Vị Thanh này nguyên một con đường bánh luôn á. Cốt bánh rồi. Dạ.